Chào các bạn Trong bài thân hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một thành phần quan trọng nữa trong PHP đó là mảng Mảng tiếng Anh chúng ta còn gọi là Array Mảng là tập hợp các phần tử Các phần tử trong mảng có thể có kiểu dữ liệu khác nhau Đối với các ngữ khác thì mảng là tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ liệu Còn đối với PHP thì nó sẽ thoáng hơn Đối với PHP thì mảng chỉ là tập hợp các phần tử mà thôi và các phần tử trong mảng có thể có kiểu dữ liệu khác nhau trong PHP mảng là một loại biến đặc biệt nó bao gồm nhiều ô nhớ ô nhớ chúng ta gọi là vùng nhớ và các ô nhớ này chỉ do một biến duy nhất quản lý thì cấu trúc của một phần tử trong mảng thì nó sẽ bao gồm thứ nhất là cái khóa cái khóa chúng ta còn gọi là key và cái thành phần thứ hai nữa là cái giá trị cái giá trị chúng ta còn gọi là value. Do mảng có nhiều vùng nhớ và các vùng nhớ này chỉ do một biến duy nhất quản lý. Do đó, làm thế nào để chúng ta có thể biết để chúng ta truy xuất được tới vùng nhớ nào thì mỗi vùng nhớ đó phải có một cái key. Do đó là bên trong cấu trúc của một phần tử bên trong mảng thì thành phần thứ nhất đó là cái khóa là cái key là dùng để cho phép chúng ta truy sức tới vùng nhớ nào của mảng mảng thường có hai loại đó là mảng một chiều và mảng nhiều chiều thì trong bài thực hành đầu tiên này thì chúng ta sẽ làm quen với mảng một chiều trước và trong các buổi học kế tiếp nữa thì chúng ta sẽ làm quen với mảng hai chiều hay còn gọi là mảng nhiều chiều đối với mảng nhiều chiều thì số phần tử có thể khác nhau. Ví dụ như là phần tử thứ nhất là một mảng một chiều có 3 phần tử con, nhưng mà phần tử thứ hai nó là mảng một chiều nhưng mà nó có thể có 10 phần tử con thì vẫn được. Đối với thành phần khóa của mỗi phần tử trong mảng thì kiểu dữ liệu của nó có thể là số nguyên hay là chuỗi. Đối với cái key của mảng có nghĩa là cái khóa của mảng thì nó chỉ có hai kiểu dữ liệu thôi đó là kiểu số nguyên hay là kiểu chuỗi chúng ta có thể tự cấp phát khóa và quy định vùng nhớ đó hay phần tử đó là có khóa là kiểu gì có nghĩa là đối với cái khóa của mảng thì chúng ta có thể tự định nghĩa ra ở đây có một chú ý các bạn cần phải nhớ đó là khóa của mỗi phần tử trong cùng một mảng thì phải khác nhau vì khóa là dùng để phân biệt phần tử này với phần tử kia trong cùng một mảng Trong một mảng thì có rất là nhiều phần tử Và để truy xuất tới một cái phần tử nào đó bên trong mảng Thì chúng ta sẽ dựa vào cái key hay là chúng ta phải dựa vào cái khóa của nó Nếu chúng ta không tự tạo khóa thì hệ thống nó sẽ cấp phát khóa tự động cho chúng ta luôn Và khi đó cái khóa được cấp phát tự động là nó sẽ có số tự bắt đầu đi từ từ không Bây giờ chúng ta hãy thử khai báo một cái mảng một chiều thì chúng ta sẽ theo cú pháp như thế nào để khai báo mảng thì ở đây chúng ta sẽ để là tên mảng thì tên mảng ở đây là một cái biến và chúng ta để đây là array array là mảng ở đây ví dụ chúng ta sẽ khai báo một cái biến đô la ar1 là một kiểu mảng thì ở đây các bạn hãy mở river lên để các bạn hãy thử thực hành cái cách khai báo một cái mảng thì chúng ta sẽ khai báo như thế nào Bây giờ trong website của các bạn, các bạn hãy tạo ra một cái trang web mới. Ở đây chúng ta ví dụ như là các bạn ghi là lý thuyết. Lý thuyết mạng. Giờ các bạn hãy mở trang này lên. Và các bạn hãy chuyển qua chế độ code. Đầu tiên thì chúng ta hãy đặt tiêu đề cho trang web này, ví dụ là tìm hiểu về cách sử dụng mảng trong PHP. Bây giờ các bạn hãy mở một khối lốc PHP ra. Bây giờ để khai báo mảng thì chúng ta sẽ theo cú pháp là tên mảng và sau đó là sẽ bằng là array. Ví dụ như là ở đây chúng ta khai báo một biến là đô la ARR1 thì chữ AR này chúng ta viết tắt là của chữ array. Ví dụ như là chúng ta tạo một cái biến là đô la AR1 và chúng ta để là bằng array. Dòng này có nghĩa là chúng ta khai báo biến A R 1 là kiểu mạng. Thì ở đây ví dụ chúng ta khai báo một cái biến là ARR1 và chỗ này chúng ta sẽ cho nó bằng là array. Thì dòng này có nghĩa là chúng ta khai báo biến. Chúng ta khai báo biến A RR1 là kiểu mảng. Các bạn lưu trang lại. Bây giờ các bạn có thể dùng lệnh Error để các bạn kiểm tra thử. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ in cái biến R1 này ra. các bạn review thử. Thì bạn thấy cái biến đô la a rr1 của chúng ta nó là một cái kiểu mảng là kiểu array. Ví dụ ở đây chúng ta khai báo một biến đô la a rr2 và ở đây chúng ta để ví dụ như là array và bên trong này chúng ta để là số 2. Thì dòng này có nghĩa là biến đô la AR2 này là kiểu mảng và mảng này là có một phần tử và phần tử này là nó có giá trị giá trị thì chúng ta gọi là value có giá trị là 2 bây giờ các bạn hãy thử khai báo biến đô la AR2 và ở đây ví dụ chúng ta sẽ bằng là array ví dụ đây chúng ta để là con số 2 chỗ này thì dòng này có nghĩa là chúng ta khai báo biến Đô la A R2 là kiểu mảng Và mảng này là có một phần tử Có nghĩa là mảng A R2 này là mảng có một phần tử. Và phần tử này có giá trị là 2. Thì giá trị ở đây chính là cái value. Thì đối với một cái phần tử trong mảng thì nó sẽ có hai thành phần, thành phần thứ nhất là khóa, chúng ta gọi là cái key và thành phần thứ hai là cái giá trị là cái value khi chúng ta khai báo array 2 như vậy thì có nghĩa đây là mảng có một phần tử và phần tử này có giá trị là bằng 2. Bây giờ các bạn hãy thử in ra thử. Ví dụ đây chúng ta dùng lệnh rinr và các bạn hãy in thử ra cái cái biến đô la ar2 này thử. Thì lệnh rinr là dùng để in ra phần tử trong mảng Thì ở đây bạn thấy Ở đây chúng ta có một cái array Và array này là nó có một phần tử Và phần tử này có giá trị là là 2 Thì đối với biến AR2 này kiểu mảng này Là nó chỉ có một phần tử thôi Và phần tử này có giá trị là 2 Còn cái khóa của cái phần tử này là sẽ được cấp phát tự động thì trong đây thì các bạn thấy là cái này chính là cái khóa và cái này là cái giá trị của cái phần tử bên trong mảng thì mảng này là có một phần tử và phần tử này có gì chỉ là hai và đây là cái khóa của nó và cái khóa này là được cấp phát tự động nếu chúng ta không khai báo khóa cho phần tử trong mảng thì lúc bây giờ hệ thống sẽ cấp phát khóa tự động và cái khóa tự động là nó sẽ có số tự được đánh số bắt đầu là là không Cấu trúc của một phần tử trong mảng là nhắc lại là nó sẽ bao gồm hai thành phần, thành phần thứ nhất là khóa là cái key và thành phần thứ hai là cái giá trị. Và nếu chúng ta không khai báo khóa thì hệ thống sẽ cấp phát khóa tự động và khi đó khóa là nó sẽ được đánh số bắt đầu là từ 0. Thì ở đây khi chúng ta hồi nãy chúng ta khai báo cái biến dollar r2 này là kiểu mảng và ở đây chúng ta không có khai báo khóa ở đây chúng ta để là hai thôi thì hai này chính là giá trị của cái phần tử thứ nhất bên trong mảng AR2 này còn cái khóa của nó là sẽ được cấp phát tự động thì ở đây cái khóa này là được cấp phát tự động còn đây là cái giá trị của phần tử thì cái mảng AR2 này là nó chỉ có một phần tử thôi và phần tử đó có giá trị là hai và cái khóa của nó là tự động Ví dụ ở đây chúng ta sẽ khai báo đô la AR3 bằng array nhưng mà trong đây chúng ta sẽ truyền vào ví dụ như là 2 3 5. Thì cái biến đô la AR3 này cũng là kiểu mảng và mảng này có tới 3 phần tử là và phần tử thứ nhất có giá trị là là 2 và đây là phần tử thứ hai. Phần tử thứ hai thì nó sẽ có giá trị là bằng bằng 3 và đây là phần tử thứ ba phần tử thứ ba thì nó sẽ có giá trị là bằng bằng 5 bây giờ các bạn hãy thử khai báo ví dụ ở đây chúng ta khai báo một cái mảng AR3 và ở đây chúng ta để là array ví dụ đây là 2 3 5 có nghĩa là mảng này chúng ta khai báo là nó có tổng cộng là 3 phần tử Ở đây có nghĩa là chúng ta khai báo biến Ở đây chúng ta khai báo biến là AR3 và biến AR3 này là kiểu mảng Và cái mảng AR3 này là có 3 phần tử Phần tử thứ nhất có giá trị là 2. Cái giá trị này chính là cái value. Phần tử thứ nhất thì có giá trị bằng 2 và phần tử thứ hai có giá trị là bằng 3. và phần tử thứ ba có giá trị là bằng năm bây giờ các bạn hãy thử sử dụng lệnh render để chúng ta in ra các phần tử bên trong mảng thì lệnh render này là dùng để in ra các phần tử trong mảng Bây giờ các bạn hãy thử in ra Các phần tử bên trong mảng AR3 này thử Ở đây các bạn chạy thử Thì bạn thấy mảng AR3 này Là nó có 3 phần tử Đây là phần tử thứ nhất Đây là phần tử thứ hai Đây là phần tử thứ ba Thì phần tử thứ nhất này có giá trị là 2 Phần tử thứ hai có giá trị là 3 Phần tử thứ ba có giá trị là 5 Còn đối với khóa của phần tử thứ nhất này là nó sẽ có khóa tự động thì cái khóa tự động này được cấp phát đầu tiên là không phần tử thứ hai có giá trị là 3 và có cái khóa là một phần tử thứ ba có giá trị là 5 và có cái khóa là là hai thì nếu chúng ta không cấp phát khóa cho phần tử thì hệ thống sẽ cấp phát tự động cho chúng ta và nó sẽ tự cấp phát đây là không và sau đó là đấy là một và sau đó là tới là hai do mảng chúng ta có 3 phần tử thì ba cái khóa này sẽ được cấp phát tự động được đánh số là từ 0 rồi tới 1 rồi tới 2 còn đây là cái giá trị của phần tử thứ nhất đây là giá trị của phần tử thứ hai và đây là giá trị của phần tử thứ ba vậy nếu chúng ta khai báo là đô la R3 bằng array 235 có nghĩa là cái mảng này là có 3 phần tử còn hồi nãy là chúng ta khai báo ở đây á, là đô la R2 và array 2 thì mảng này là có một phần tử thôi và phần tử này có giá trị là bằng 2. Bây giờ nếu chúng ta muốn tự khai báo khóa thì chúng ta sẽ khai báo như thế nào? Nãy giờ là chúng ta khai báo mảng thì chúng ta chỉ truyền vào cái giá trị của phần tử bên trong mảng thôi. Chúng ta chưa có khai báo khóa và khóa là chúng ta sử dụng tự động. Còn bây giờ ví dụ chúng ta muốn khai báo khóa Có nghĩa là chúng ta tự khai báo khóa cho phần tử bên trong mảng Thì chúng ta sẽ tự định nghĩa ra cái khóa Thì ở đây ví dụ chúng ta khai báo một cái mảng AR4 Và ví dụ ở đây chúng ta để đây là 9 Có giá trị là A Thì đây là cái khóa Và ở đây mảng này cũng có hai phần tử Nhưng mà cái khóa là chúng ta tự tạo ra Ví dụ cái khóa thứ nhất là 9 Có giá trị là A cái phần tử thứ hai có cái khóa là ab và có giá trị là ba. Bây giờ ví dụ ở đây chúng ta sẽ khai báo một cái mảng arr4. Thì mảng ar 4 này cũng là array. Và trong đây chúng ta sẽ khai báo khóa cho phần tử bên trong mảng. Ví dụ phần tử thứ nhất có cái khóa là chính và có giá trị thì ở đây các bạn nhớ là ở đây chúng ta sẽ dùng cái dấu mũi tên chỗ này và có giá trị ví dụ như là a thì đây là phần tử thứ nhất phần tử thứ nhất có khóa là chính và có giá trị là là a thì cái khóa này là do chúng ta tự định nghĩa ví dụ phần tử thứ hai chúng ta có cái khóa ví dụ như là ab và cái giá trị thì đây là khóa mũi tên và đây là giá trị của phần tử thì đây là phần tử thứ nhất của mảng R4 phần thử thứ hai thì chúng ta có cái khóa là AB và ở đây ví dụ cái giá trị của chúng ta là ví dụ là 1 2 3 thì ở đây chúng ta khai báo biến dòng này có nghĩa là chúng ta khai báo biến ARR4 là kiểu mảng. Và mảng này là có hai phần tử. Mảng này có hai phần tử và khóa là do chúng ta tự khai báo. Thì trong đây phần tử thứ nhất có cái khóa là 9 và có giá trị là A Phần tử thứ hai có cái khóa là AB có giá trị là 123 Bây giờ các bạn hãy thử in thử các phần tử bên trong mảng AR4 này ra thử Các bạn hãy dùng lệnh RIN RR Và chúng ta in thử cái mảng AR4 này ra Thì r r4 có nghĩa là chúng ta in ra tất cả các phần tử bên trong mảng r4. Bây giờ các bạn hãy chạy thử. Bây giờ các bạn thử review lại. Thì bạn thấy cái mảng AR4 này là nó có hai phần tử đây là phần tử thứ nhất đây là phần tử thứ hai thì trong đây cái phần tử thứ nhất này có cái khóa là số nguyên và cái khóa này là do chúng ta tự định nghĩa còn hồi nãy bạn thấy những cái mảng lúc đầu chúng ta khai báo thì cái khóa đầu tiên của nó là kiểu số nguyên và nó phải đi là từ không thì đây là cái khóa tự động còn cái phần tử thứ nhất này là chúng ta có cái khóa là chính là giống ta tự định nghĩa. Và đây là cái phần tử thứ hai. Phần tử thứ hai ở đây là có cái khóa là chuỗi. Và cái khóa này chúng ta tự đặt tên ra là AB và cái phần tử thứ hai này có giá trị là 123. Còn phần tử thứ nhất này có cái khóa và cái khóa này chúng ta cũng tự định nghĩa ra và cái khóa này là kiểu số nguyên và phần tử thứ nhất này có giá trị là là A. Thì đó là cái cách chúng ta khai báo các phần tử bên trong mảng và cái khóa là do chúng ta tự định nghĩa ra. Ở đây ví dụ như là bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái phần tử bên trong mảng nữa Ví dụ như là ở đây chúng ta thêm ở đây nữa là 10 Và ở đây có cái giá trị ví dụ như là 3 Bây giờ các bạn thử in ra thử Vậy là cái mảng AR4 này Bạn thấy ở đây là nó có ba phần tử đây là phần tử thứ nhất đây là phần tử thứ hai và đây là phần tử thứ thứ ba và phần tử thứ ba này là có cái khóa là số nguyên là 10 do chúng ta tự khai báo và nó có giá trị là 3 ở đây ví dụ như là chúng ta thử khai báo chỗ này là ví dụ như là 9.3 chỗ này chúng ta khai báo như vậy là chuỗi bây giờ chúng ta khai báo chỗ này các bạn bỏ cái dấu nháy đơn này đi các bạn chạy thử lại thì bạn thấy chỗ này khi chúng ta khai báo nó là kiểu số thập phân thì nó tự động nó sẽ chuyển cái kiểu lại là cho chúng ta là bằng chính hồi nãy chỗ này chúng ta để là nó là chính thì đó là kiểu số nguyên nhưng mà nếu chúng ta để cái số chỗ này là 9.3 thì bạn thấy là đối với cái cái kiểu dữ liệu của mảng hồi nãy chúng ta có nói rồi là Ở đây nhắc lại về cái cái kiểu của khóa đối với khóa thì cái kiểu dữ liệu của khóa có thể là số nguyên hay là chuỗi tức là nó chỉ có hai kiểu thôi, đó là kiểu số nguyên hay là kiểu chuỗi thôi. Do đó là nếu chỗ này chúng ta khai báo nó là cái kiểu số thập phân thì nó sẽ tự động nó chuyển lại cho chúng ta là cái cái dạng số nguyên là là chính. Còn hồi nãy nếu mà chỗ này chúng ta khai báo ví dụ như là ở đây có cái dấu nháy chỗ này có nghĩa là chúng ta định nghĩa nó là cái chuỗi 9.3 thì bạn thấy khi nó chạy chỗ này là đây là cái khóa là một cái chuỗi 9.3 chứ không phải là cái số 9.3 vì nếu mà chúng ta khai báo là kiểu số mà nếu chúng ta khai báo thập phân thì nó sẽ tự động nó chuyển về kiểu số nguyên cho chúng ta ví dụ ở đây các bạn thử khai báo một phần tử nữa ví dụ các bạn để đây ví dụ thử 100 thử thì đây là cái kiểu số nguyên ví dụ ở đây chúng ta có thêm một cái phần tử nữa Ví dụ như là ở đây chúng ta chỉ để là 100 thôi. Ở đây bạn thấy là chúng ta chỉ để cái giá trị mà chúng ta không có khai báo cái khóa của nó. Cái này là chúng ta khai báo cái khóa là 10 là kiểu số nguyên. Chúng ta khai báo cho phần tử thứ hai là cái khóa là AB là kiểu chuỗi, còn ở đây chúng ta chỉ khai báo giá trị và chúng ta không có khai báo khóa. Vậy cái khóa của nó sẽ là gì? Các bạn có thể test thử Thì ở đây bạn thấy là Nếu mà chúng ta không khai báo khóa Thì cái khóa nó sẽ được gắn tự động Thì hồi nãy chỗ này Thì khi chúng ta khai báo cái khóa ở đây là Cái phần tử Đây là phần tử thứ nhất của chúng ta Phần tử thứ hai của chúng ta có cái khóa là số nguyên là 10 thì cái phần tử thứ ba của chúng ta nó sẽ tự động nó nó tăng lên đây là 11 có nghĩa là nó sẽ theo cái số nguyên ở đây và nó sẽ, sắp theo thứ tự là tăng lên là là 11 chỗ này còn nếu chỗ này mà chúng ta khai báo cái số là 9.3 thì bạn thấy là cái khóa này nó sẽ tự động nó sẽ chuyển về cái kiểu số nguyên cho chúng ta là là 9 thì bạn thấy là đối với khóa của phần tử bên trong mảng thì nó chỉ chấp nhận là kiểu chuỗi và kiểu số nguyên thôi chứ không có khai báo kiểu dạng là thập phân và ở đây là khi nếu chúng ta không khai báo khóa thì nó sẽ tự động nó gắn cho chúng ta ở đây và nó sẽ lấy theo cái cái số thứ tự của cái kiểu số nguyên trước đó của chúng ta đây là 10 thì nó sẽ tự động nó gắn ở đây cho chúng ta là 11 Bây giờ ví dụ như là giờ các bạn hãy khai báo đây là thêm một cái phần tử nữa mà có cái khóa là 10 và có một cái giá trị là chúng ta tự định nghĩa chỗ này. Thì bạn thấy nó sẽ như thế nào? Ở đây chúng ta đã có một phần tử và cái khóa chúng ta là 10 rồi. Bây giờ chúng ta lại cố tình chúng ta khai báo thêm một cái phần tử có cái cái khóa là 10 và có cái giá trị là một cái chuỗi. Ví dụ cái chuỗi ở đây chúng ta khai khai báo có thể là một cái chuỗi bất kỳ nào đó chỗ này. Sau đó các bạn hãy chạy lại thử Đây là phần tử thứ nhất, phần tử thứ hai Và cái phần tử thứ ba của chúng ta hồi nãy có cái khóa là 10 Bây giờ nó đã thay đổi giá trị Có nghĩa là chúng ta nếu mà khai báo trùng khóa Thì lúc giờ nó sẽ tự lấy cái giá trị đó Nó cập nhật vào bên trong cái phần tử này lại Hồi nãy ở đây chúng ta khai báo là Cái phần tử thứ ba là có cái khóa là 10 và có cái giá trị là ba chỗ này bây giờ chúng ta lại khai báo phần tử thứ năm này cũng có cái khóa là 10 nó trùng với cái này do đó bây giờ nó sẽ lấy cái giá trị này nó gắn vào lại bên trong cái cái giá trị của cái phần tử thứ ba này có cái khóa là 10 này thì bạn thấy là bây giờ chỗ này là nó sẽ thay đổi là thay vì hồi nãy chỗ này cái phần tử có cái khóa là 10 có giá trị là ba thì bây giờ nó lại cái giá trị là 3 của phần tử có cái khóa là 10 này nó bị thay đổi bằng cái chuỗi này của chúng ta. Thì đó là cái cách mà chúng ta tự khai báo khóa cho các phần tử bên trong mảng. Bây giờ các bạn hãy thử thực hành cái cách khai báo mảng và các bạn hãy thử khai báo mảng là có khóa tự động và chúng ta khai báo mảng có cái khóa là do chúng ta tự định nghĩa và sau đó các bạn hãy thử dùng lệnh print để các bạn in ra tất cả các phần tử bên trong mảng thử. Thì đó là bài thực hành hôm nay của các bạn là chúng ta sẽ tìm hiểu qua khái niệm về mảng bên trong VB và cách khai báo mảng bên trong VB như thế nào.